Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Từng nổi đình nổi đám không kém Châu Tinh Trì, nhưng Trịnh Y Kiện lại đánh mất danh tiếng vì điều mà hầu hết người bình thường nào cũng thích. Ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, Trịnh Y Kiện nổi tiếng không kém gì Châu Tinh Trì hay Níu Đức Hoa, nhưng anh lại không thể kéo dài thời gian hoàng kim của mình như những đồng nghiệp khác. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Trịnh Y Kiện là ngôi sao hàng đầu với vai trò là Trần Hạo Nam trong các bộ phim như Người Trong Giang Hồ. Khi đó, nam diễn viên 53 tuổi này nổi tiếng không thua kém gì vua hài Châu Tinh Trì hay thiên vương Níu Đức Hoa. Thế nhưng, anh lại không thể kéo dài thời hoạn kỳ hoàng kim của mình như những đồng nghiệp khác được. Khoảng thời điểm Trịnh Y Kiện nổi tiếng với Người Trong Giang Hồ, sự nghiệp cũng vì thế mà thăng tiến, có thêm vô số fan hâm mộ và trở thành ngôi sao cực kỳ hot. Với nhiều ngôi sao khác thì sau khi nổi tiếng, điều quan trọng nhất chính là giữ được thời hoàng kim của mình càng lâu càng tốt. Thế nhưng Trịnh Y Kiện lại không như vậy. Thành danh xong, anh dành nhiều thời gian cho việc đi du lịch và hứng thú với trò biến mất. Người bạn thân thiết của Trịnh Y Kiện, nam diễn viên Trần Tiểu Xuân, từng nói Y Kiện rất thích đi du lịch. Khi gọi điện cho anh ấy, lúc anh ấy nói đang ở châu Âu, lúc lại bảo đang ở Ai Cập. Tận hưởng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy. Bản thân Trịnh Y Kiện cũng từng chia sẻ về sự khác biệt của anh so với những đồng nghiệp khác. Tôi thấy một năm quay đến 1-2 bộ phim là đủ rồi. Thù lao từ một bộ phim có thể tiêu trong vài năm, không nhất thiết phải quá cực khổ, cứ an tĩnh làm chính mình là được. Chính vì thế, vì không quá quan tâm đến sự nghiệp hay mức độ nổi tiếng nên thời hoàng kim của Trịnh Y Kiện cũng không giữ được lâu. Trong khi những đồng nghiệp cùng thời vẫn giữ được sức hút thì cái tên Trịnh Y Kiện đã dần phai nhạt theo thời gian, dù anh hàng năm vẫn chăm chỉ quay phim. Tuy nhiên, dù sự nghiệp không đạt được quá nhiều thành công nhưng cuộc sống hôn nhân của Trịnh Y Kiện lại khiến người ta ngưỡng mộ. Anh và nữ diễn viên Mông Gia Tuệ đã ở bên nhau gần 15 năm, cùng nhau vượt qua những lời đàm tiếu không hay và cuộc hôn nhân ấy vẫn ngọt ngào theo năm tháng. Trịnh Y Kiện và bà xã Mông Gia Tuệ bên nhau. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.